Con cá tây tượng này nó sống được cả ở nước ngọt và nước lợ nữa, thì cái khả năng chịu mặn của nó từ 0 cho tới 6 phần ngàn luôn. Còn cái ngưỡng nhiệt độ của nó 16 độ C thôi là nó sống vẫn được, còn cao hơn là 42 độ C nó vẫn sống tốt luôn nha. Tuy nhiên á, thì cái nhiệt độ từ 25 tới 32 độ C thì nó phát triển mới mạnh nhất được. Còn về sinh sản của con cá bố mẹ thì sau 1 năm rưỡi đến 2 năm tuổi thôi thì cái con cá tai tượng nó sẽ phát dục á. Thì mỗi lần sinh sản á, thì nó sẽ đẻ cái trứng từ mà 3.000 đến 5.000 trứng đó các bạn, cũng rất là nhiều. Còn nói về thức ăn của nó, cái con cá tai tượng á, nó thuộc cái nhóm ăn tạm nha, thiên về cái động vật á. Tuy nhiên á, khi mà cái con cá tai tượng á, được 1 tháng tuổi trở lại á, thì nó ăn tạm thiên về động vật thôi. Còn càng về sau chúng sẽ chuyển sang ăn thực vật là chính nha. Khi trưởng thành á, cái con cá tai tượng này nó ăn hầu như là 100% các loại mà thực vật á, như là gao, bèo hay là các thực vật thủy sinh đó các bạn. Thì cái con cá tai tượng là cái loài mà có cái thước cũng rất là lớn. Tuy vậy á, thì chúng là cái loài sinh trưởng cũng khá là chậm á. Về cái tạo ao á, thì như các loại cá khác thôi, thì các bạn cũng phải tuân thủ như là bơm bùn nè, bón vôi diệt tạp cây màu. Thì cái việc cải tạo ao và xử lý trước khi thả thì để tiêu diệt hết cái mầm móng bệnh trong ao á. Thì bón vôi thì bón cho ao khoảng chừng 10 đến 15 kg trên 100 mét vuông nha các bạn. Như vậy là cũng vừa đủ á. Thì khi mà các bạn cải tạo ao á thì cũng nhớ diệt tạp luôn nha. Vì khi diệt tạp cũng rất là quan trọng, vì nó giúp con cá tránh được các loài cá dữ như là cá trê hay cá lóc nè các bạn. Thì nếu mà còn các con này thì nó sẽ ăn rất là nhiều cá giống của mình thả vào á, vì như vậy nó sẽ dẫn đến mất đầu con cá tai tượng của mình nha, rất là uổng. Thì cái phần tiếp theo là mình nói về cái việc thả giống á. Nếu ao của mình lớn á, lớn hơn 1.000 mét vuông á, thì mình có thể giăng lưới khoảng chừng 20% cái ao á, thì để giữ cho con cá mới thả vào trong đó để mình dễ chăm sóc. Còn nếu mà các ao của bạn mà nhỏ hơn 1.000 mét vuông thì cái việc này cũng không có cần thiết đâu nha. Thì cái mục đích của việc mà bao lưới sẽ giúp cho mình dễ quản lý nè, hay là chăm sóc cá khi nó bệnh đó. Thì khoảng 1 tháng á, mà nếu con cá mà nó khỏe, nó phát triển tốt thì mình tháo lưới ra được rồi. Các bạn cũng nên lưu ý là khi mình đến cái trang trại giống á, mình quan sát thấy cái con cá giống mà không có khỏe mạnh á, nó bơi lờ đờ hay là nổi đầu đó các bạn, hay là còn một số cái biểu hiện khác á, có nghĩa là cái đàn cá giống nó không có khỏe mạnh, đang mang cái mầm bệnh á, thì các bạn nhớ là thấy như vậy thì khoan hay bắt cái giống này, chờ cho đến khi nào mà nó mạnh lên thì mình bắt à. Còn khi mà mình thả giống về ao của mình á, thì trong cái quá trình mà đánh bắt và vận chuyển á, thì mình sẽ tắm sơ cho nó bằng cái nước muối thì cũng tốt hơn nha. Còn khi mà vận chuyển cái giống về ao của mình á, bằng cái oxy mà đóng bao đó các bạn, thì các bạn cũng nên là thả bài bản như là ngâm cái bao ở trong cái ao của mình á, thì chừng 5 đến 10 phút á, thì để cho nó cân bằng cái nhiệt độ lại, thì cho con cá quen dần với cái điều kiện sống rồi nó càng tốt hơn nha. Đó là cái cách thả giống đó các bạn. Còn về cái chọn cỡ giống á, thì các bạn chọn cỡ từ mà 50 đến 70 con trên 1 kg là thả được rồi nha. Thì cái mật độ thả là mình thả chừng 30 đến 60 con trên 1 mét vuông thôi. Thì cái loài này nó là cái loài mà thích nước tĩnh nên không cần nuôi nhiều quá nha. Còn về cái thức ăn á, thì các bạn cho ăn bằng rau nè hay là thực vật á, hoặc là các bạn cho nó ăn bằng cái thức ăn công nghiệp để con cá nó mau lớn hơn nha. Tuy nhiên á, trong cái quá trình nuôi khi mà môi trường mà không thuận lợi á, như là mưa nè hay là nước dơ chẳng hạn á, thì con cá nó cũng sẽ mắc một số bệnh thường gặp luôn nha. Một số bệnh như là cái bệnh mà ký sinh trùng hay là bệnh nấm thủy mi nè các bạn. Cái tác nhân gây bệnh á, như là trùng quả dưa nè, trùng mặt trời, trùng mỏ neo nè, cái loại mà sáng lá đơn chủ 16 móc hay 18 móc á, cái bệnh nấm thủy mi đó, thậm chí là bệnh gặm cá luôn á. Thì cái triệu chứng của nó về ký sinh trùng á, nếu mà nó nhiều và dày đặc luôn thì mình cũng có thể nhìn bằng mắt thường được luôn nha các bạn. Còn thông thường thì mình soi kính hiển vi thì mình mới thấy rõ đó. Còn cái bệnh nấm, nấm thủy mi nè, thì cái biểu hiện của nấm là có cái lớp trắng như cái bông gòn á, thì nó bám vào cơ thể cá làm cho con cá nó ngứa ngáy khó chịu. Thì con cá nó sẽ bơi cọ mình vào các mé ao hay là các cây thủy sinh đó,
thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy, nó sẽ thường rộ lên từng đàn luôn. Về cái cách điều trị của cái bệnh ký sinh trùng mà nấm luôn nha, thì các bạn chỉ cần mà sử dụng mà sulfate đồng á, hay là cái iodine đó các bạn, thì chỉ cần 10 phút thôi thì con cá nó sẽ khỏe lại nhanh lắm. Còn về cái bệnh khác như là cái bệnh truyền nhiễm á, thì cái tác nhân gây bệnh là do con vi khuẩn chủng huyết Aeromonas hay là Pseudomonas đó các bạn. Thì một điều chú ý là khi mà chúng ta thả giống thì con cá sẽ bị sai sát, nên là khả năng mắc bệnh này rất là cao. Thì cho nên các bạn thả giống thì nhớ là cẩn thận và nhẹ nhàng cho nó nha. Ngoài ra khi mà nước dơ quá thì mình không có thay thường xuyên nè, thì cũng sẽ phát sinh ra một cái số loại vi khuẩn này nữa. Còn cái vi khuẩn này là cái chủng khuẩn huyết gia mâm á, loại yếm khí nè, thì nó phát triển mạnh khi gặp cái môi trường xấu á, như là nước dơ. Thì như vậy sẽ phù hợp với cái điều kiện mà để con vi khuẩn này nó phát triển á. Thì cái triệu chứng của nó, thì dấu hiệu đầu tiên á, là con cá nó sẽ kém ăn hoặc bỏ ăn luôn. Thì cái bụng của nó có nhiều cái sẫm màu đó, từng vùng luôn. Thì đuôi và vây nó bị hoại tử, nó cơ thể xuất huyết, tiết nhiều nhớt này. Mắt á, thì nó bị lồi á. Rồi khi bị đục nó thì nó bơi nghiêng hoặc là đờ trên mặt nước á. Thì khi gặp các biểu hiện trên thì đó là cái biểu hiện của nhiễm chủng huyết nha các bạn. Về các điều trị của cái bệnh này á, thì mình dùng thuốc tím nha. Thuốc tím hoặc là vôi á, hoặc là một số hóa chất á, thì mình tạt xuống ao. Thì như vậy con cá sẽ giảm bệnh thôi. Tuy nhiên á, thì mình cũng phải theo dõi con cá khoảng 2-3 ngày sau. Nếu con cá mà không khỏi thì chúng ta phải dùng kháng sinh đặc trị nha các bạn, như là kháng sinh doxycycline nè, amoxicillin hay là gentamicin chẳng hạn. Cái lý do là do con vi khuẩn này nó có trong cái môi trường nước, thì nên quá chất á, các bạn chỉ diệt được bên ngoài con cá thôi. Ngoài ra con vi khuẩn này nó xâm nhập vào cái cơ thể cá nữa, qua mắt, mũi, miệng, thậm chí là hậu môn nữa các bạn. Thì như vậy đôi khi các bạn dùng hóa chất, các bạn mà tạt xuống ao để diệt hết mấy vi khuẩn này á, thì đôi khi cũng không hết bệnh được. Cái lý do của nó là vậy, thì các bạn phải dùng kháng sinh nha. Cái biện pháp nó là vậy á, mình sử dụng hóa chất hết thì thôi, đâu có thể xài kháng sinh chi. Xài kháng sinh nhiều quá cũng không có tốt nha các bạn. Cái kháng sinh nó có cái lợi cũng có cái hại đó. Cái lợi của nó là sẽ làm con cá mau hết bệnh. Tuy nhiên á, nếu mình xài kháng sinh mà bừa bãi mà không hợp lý á, thì khi mà sử dụng cho con cá nó sẽ giết hết những cái con vi khuẩn mà gram dương có lại luôn. Cái con vi khuẩn này nó giúp cho con cá nó có đề kháng chống bệnh á. Thì mình dùng nhiều kháng sinh thì cũng tốn kém lắm, tại kháng sinh nó cũng rất là mắc nha. Còn một cái nữa, khi mà mình xài kháng sinh quá nhiều á thì con cá sẽ bị kháng khuẩn ra nha. Thì cái lúc đó mình xài kháng sinh nhiều hay là mình đổi loại khác cũng không hết luôn, đó là vậy. Vì vậy khi nuôi các bạn phải thường xuyên theo dõi cái hoạt động của cá, nhất là lúc cho ăn á, thì hay là cái lúc mà sáng sớm nè, thì để mình phát hiện bệnh kịp thời mình điều trị đó. Kỳ các bạn cũng nên bổ sung vitamin hay là các enzyme tiêu hóa, như là cái con mà lactobacillus đó các bạn, thì mình bổ sung vào thức ăn để giúp con cá tăng cường sức đề kháng á, thì mau lớn hay chống được cái bệnh đó. Thì nhớ thay nước khi mà nước quá dơ nha các bạn. Nếu mà nước dơ nhiều quá thì nó sẽ phù hợp với điều kiện sống của các con vi khuẩn có hại á. Ngoài ra nó còn phát sinh những khí độc đó, như là HIS nè, NO2, NO3, NH3, NH4 nữa các bạn. Thì các khí này rất là độc cho cá nè. Thì mình cũng đã làm clip mà phân tích về các chất độc này á. Nếu các bạn mà muốn tham khảo thì tham khảo trong cái channel của mình nha. Thì mình cũng sẽ để cái phần link bên dưới nha các bạn. Để cái nuôi của nó là như vậy. Thì Nông nghiệp TV thường xuyên sẽ ra nhiều cái clip mới để tư vấn kỹ thuật cho bà con, thì cũng như là giới thiệu các mô hình nào mà đang hot hay là đạt cái hiệu quả kinh tế cao để giúp ích cho bà con á, thì mình cũng sẽ làm những cái clip đó. Hay là cái việc mà các bạn mà xử lý hóa chất hay là kháng sinh mà các bạn không biết như thế nào thì các bạn đừng ngại, hãy nhấn máy lên và liên lạc với mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Hy vọng cái channel sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái clip khác nha.